chuyển sang một bản tin đến từ Malaysia cho hay quốc gia này đưa ba phi cơ giúp Indonesia dập tắt cháy rừng. Chính phủ Malaysia đã điều động một loạt ba phi cơ đến Indonesia để giúp dập tắt các trận cháy rừng đã tuôn khói bụi mù mịt khắp vùng. Ba chiếc gồm một phi cơ Bonader CL 415 chở nước cùng với phi cơ trực thăng 365 N3 Dolphin và một chiếc vận tải cơ C130 của Không lực Hoàng gia Malaysia đã được đưa đến đảo Sumatra ở phía nam của Indonesia. Trung tướng của Không lực Hoàng gia Malaysia nói rằng các phi cơ nói trên sẽ hoạt động trong vòng 5 ngày, mỗi ngày khoảng 7 tiếng đồng hồ, và thời gian hoạt động của đội phi cơ sẽ còn tùy thuộc vào tình hình. Chiếc Bomaria có khả năng dội xuống đám cháy hơn 6.000 lít nước trong vòng 12 phút khi bay với vận tốc 130 cây số một giờ. Trước đó, thì Indonesia đã yêu cầu 4 quốc gia, trong đó có Malaysia, giúp dập tắt cháy rừng và đồn điền kéo dài nhiều ngày qua. Theo như truyền thông Thái Lan, thì khối độc lan từ Indonesia đến miền nam của Thái Lan gây trở ngại hoạt động tại phi trường Samminui, khiến nhiều chuyến bay bị đình hoãn.